la la, đường cong em đây mà. Ô ô. Kỳ ha. Cân thì không có lên. Sao người thấy nó sồ quá vậy ta? Từ đó nhìn được lắm á. Hey, càng lúc càng mê. Hết hồn vậy con? Gì vậy? Hết hồn. Hey. Gì vậy ông? Chuyện gì? Cậu làm gì mà cậu ngắm body hoài vậy? Không nghe. Cậu thấy mình càng lúc càng tệ ha. Coi đây. Trời ơi cậu, chạy cái gì mà tệ? Ở cái tuổi của cậu rồi mà vẫn giữ được cái body như vậy, lại không có bụng nữa. Số 1 rồi đó. Không có. Tại cậu mà áo rộng rộng nó che lại hiểu không? Với lại cậu hớp á. Coi sự thiệt nè. Cô đếm 2 3 đi. 1 2 3. Không. Ghê không? Ủa? Tiền. À, ơi, uống nước đi. À, cảm ơn em. Nghĩ vậy nè, hay là mình đi tập thể dục đi thôi. Mình vô phòng gym đó mình tập á. Chứ hả, đàn ông ở nhà là hả phải có 6 múi ha. Múi nào phải ra múi đó. Chứ ở nhà như em vậy nè, có dồn lại còn múi xấu quá. Với lại anh nghĩ cũng đúng á. Vô phòng gym đó nó có bạn có bè đúng không? Đúng rồi, có thầy có trò, cùng nhau tập mình sẽ có động lực. Ê, Di. Dạ. Còn rảnh không? Đi tập với cậu đi, mình đi đăng ký. Thôi cậu, sáng nào con cũng tập thể dục rồi, cậu không thấy hả? Vậy là cuối cùng là chỉ một mình cậu đi tập thôi hả? Ê, tính ra làm đẹp khó ha. Thôi bỏ đi, khó lắm. Thôi, đừng có bỏ. Trời ơi, Khôi phải nghĩ ra một cái động lực đó rồi. Khôi phải theo cái động lực đó. Nhưng động lực gì? Ví dụ như vậy nè, Khôi đang ở cái lứa tuổi cặp kê. Đâu có. Tôi là 40 rồi Tuyền. Em ví dụ quá mà. Khôi chuẩn bị lấy vợ. Lấy vợ á. Mà cô dâu á. Cô dâu á chê chú rể nè. Chú rể nè. Anh à, có bụng bự quá đi à. Có bụng bự quá à. Mặc áo đầm không có đẹp. Mặc đồ vest không có đẹp. Cái chú rể á mê cô dâu nè. Cái chú rể đi tập gym là đi tập gym nhiều đặn. Cái chú rể có cái body đẹp, cô dâu mê. Trời ơi, làm sao mà chị có thể nghĩ được cái chuyện đó? Đúng. Chị thấy cậu gần 40 tuổi rồi nè. Tới bây giờ vẫn giữ tấm thân trong trắng. Bây giờ con xác định là chưa chắc là cậu thích con trai hay con gái nữa đó. Ê, gì vậy con? Dạ. Đầu tiên là cái chuyện body của cậu thôi ha. Rồi bây giờ qua đây là chuyện hôn nhân gia đình ha. Bây giờ tới đây là tới giới tính của cậu là sao? Hả? Con tin chắc và con xác định giới tính của cậu. Con tin cậu. Con không bao giờ nghĩ bậy bạ đâu, cậu yên tâm đi. Anh mới đây tập ngày đầu tiên hả? Hồi xưa thì có tập nhưng mà bỏ lâu rồi. Bây giờ anh thấy thân thể nó sập sệ quá nên quyết định đi tập lại để lấy lại những gì đã mất. Dạ. Ủa, em tập lâu chưa? Dạ em cũng mới tập. Tại vì mới nghỉ ở chỗ làm á, cho nên còn nhiều thời gian. Cái tập cho có sức khỏe vậy mà. Mà anh ơi, ở đây á rất là nhiều máy. Mà mỗi máy á, là một cái công dụng khác nhau. Đó, giống như máy này là đi bộ nè. Máy này là tập cho tăng cơ. Còn cái kia là cơ bắp. Thì bây giờ anh muốn tập cái cơ bắp chỗ nào á, là có từng máy riêng nha. Anh hiểu hết chưa? Hiểu. Nhưng mà anh nghĩ có máy nào tập cho mình có 6 múi liền không? Muốn 6 múi liền? Muốn liền, 6 múi luôn. Bước xuống. Nè anh đi lên. Anh quẹo phải nè ha. Anh tới cái tiệm tập bắp của bà Sáu á. Mua chiếc lông vẽ 6 múi vô. Rồi cái gì vậy anh? Cái cây người ta phải nuôi trồng cho nó lớn lên rồi từ từ 6 múi phải tập từ từ chứ. Bây giờ thôi, anh muốn 6 múi bây giờ tập cái máy này trước đi cho có sức khỏe ha. Đây phải không? Đúng rồi. Mình chạy từ từ. Đó. Rồi, bắt đầu. Chạy từ từ đi. Ê, hả? Mình tập mà trong thời gian chờ 6 múi thì không biết nó thành mấy múi ha? 3 múi. Ha. Ủa, có body 3 múi luôn hả? Có chứ, chút xíu có cái ông nè. Khoảng tầm 15 phút nữa đi. Có một ông bự rồi, bự bước vô đây nè. Ba múi chắc lắm, ba múi mà chắc rịch luôn á. Ủa ba múi là sao? Là hai cái vú nè, với cái bụng. Chắc lắm. Hai bên là hai múi, giữa múi là ba. Đó. Rồi, chắc lắm. Ê, nhưng cậu em nè, ba múi cũng có giá trị của ba múi nha.
Nếu mà ba muối á mà là công tử nè, đi xế hợp nè, tiền bạc nhiều nhiều vô, đủ tiền bù thì gái cũng bu hà. Vậy thôi. Nói gì? Sao vậy? Để cho có ba muối gái bu. Anh nói chơi vậy thôi, chứ đã quyết định tới phòng tập là phải tập thể dục. Đúng rồi. Phải lấy lại những gì đã mất. Đúng. Nè, sức khỏe không có mua được bằng tiền đâu. Mà nói vậy thôi, anh nói giỡn á thì em cũng nói chơi anh luôn. Ừ. Có anh vô đây em cũng mừng. Sao vậy? Bị gì chán. Ở trong này nè. Ừ. Có một đám tầm 10 đứa. Ừ. 6 múi lực lượng bé 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 không nè. Ồ, người đẹp không á. Đúng. Chuẩn 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 không. Cái tụi đó đâu có chơi em đâu. Ủa sao vậy? Tại vì em dạng cái loại body khó định nghĩa đó. Cái tụi nó gạt tên cũng không có chơi em. Nghỉ chơi. Ủa vậy là cả phòng tạ này là chia ra hai phe. Dạ. Cả phòng một phe, một mình em một phe. Dạ đúng rồi. Ừ. Hôm nay có người gia nhập phe em nữa đó. Ai vậy? Anh đó. Cũng khó định nghĩa mà. Thôi dở thôi tập đây tập. Ủa, chào anh Thôi. Ờ, chào em. Hôm nay tập sớm vậy? Ừ. À, mà anh Thôi nè. Ừ. Em hỏi cái này cái. Ừ. Thân lắm rồi mới hỏi nha. Thấy dáng cũng ngon ăn, rồi chỉ có cái bụng nhỏ nhỏ thôi, cho nên tập vậy để bận áo vest để ngày đám cưới hay vậy? Đâu có. Anh đâu có định cưới vợ. Rồi định ở vậy tới già luôn hả? Đâu có. Nhưng chưa có định cưới vợ thôi. Trai tân, còn jean chưa bóc tem. Cái gì? Còn jean chưa bóc tem? Ai tin? Ủa, anh đâu có cần ai tin. Cuộc sống của anh mà, mình thích thì mình làm thôi. Ê, nhưng mà bây giờ á phải chăm lo tập luyện sức khỏe thôi. Ừ. Lớn tuổi rồi, nguy cơ đột quỵ nè, mỡ trong máu càng cao, chết bất đắc kỳ tử đó. Đúng rồi. Ba cái vụ đó giờ cũng sợ. Mà anh ơi, ừ? Người ta lớn tuổi nè, người ta lập gia đình rồi. Ừ. Người ta mở trong máu, người ta đột quỵ, người ta chết, đó là chuyện bình thường. Còn anh đó, hàng hiếm đó, lớn tuổi nè, chưa lập gia đình nè, còn jean bị mở trong máu, đột quỵ, chết. Người ta nói là cái dạng đó là dạng chết tức chết tủy. Em khuyên anh hay là em trù anh vậy? Nói cho biết sợ. Mình lập gia đình. Ủa anh? Ừ? Nãy giờ kéo mệt không? Chưa. Chưa mệt hả? Vậy còn em mệt chưa? Mệt. Kéo nãy giờ mệt chết. Thôi, đi kiếm trà sữa uống à. Đây, bye bye. Ủa anh Thôi. Ừ. Sao tập ngày có ngày không vậy? À, tại vì mấy hôm nay ngoài tiệm bận quá cho nên không đi tập được. Cho nên là hôm nay anh quyết định rồi, anh sẽ tập bù những ngày anh vắng. Gì vậy trời, đâu ra tập bù vậy? Anh. Ừ. Anh nói. À trời, gì vậy? Công việc với tập tạ mình đâu phải mình gặp chung vậy được anh. À. Mình tập mình phải có nhiều thời gian, mình tập thường xuyên tạ cơ nó mới lên được chứ. Hả? Ừ. Như em nè. Sao? Em vô cái phòng tập này là 2 tiếng đúng rồi mới ra. Ừ. Mỗi ngày em tới phòng tập là 2 tiếng đồng hồ hả? Đúng. Nhưng mà có tập đúng hay không á là mình phải xem xét lại. Chị, mỗi ngày ở phòng tập á em tập bao nhiêu tiếng? Nửa tiếng. Vậy còn tiếng rưỡi kia em làm gì? Nói chuyện với anh. Ừ. Nói chuyện với đám kia. Qua anh kia góp vốn cho cái bà bán trà sữa đó diện đường. Ôi vậy cũng được hả? Được. Trời ơi. Em mạnh. Hôm nay lần đầu tiên anh mới thấy em xả tóc nè. Ừ. Ê nhìn như con điên kìa. Tóc tai gì vậy? Ê qua tiệm anh làm lại cho. Tiệm anh thấy vậy chứ khéo tay lắm nha. Phục vụ mỗi đối tượng, già trẻ lớn bé nam phụ lão ấu các loại luôn. Đi qua tiệm anh đi. Dạ thưa anh. Em xin tự giới thiệu với anh. Hả? Em cây kéo vàng năm 2016. Em á. Có phải nghỉ lâu rồi nên lục kéo nên không có tiền cắt tóc không? Không có. Sao để tóc tay? Tại em thích để kiểu tóc này nè, hiểu không? Với đầu phần nữa đó là tại mới đứt cặm thun. Ờ hả? Chú có xinh. À em xả ra đây nè, chứ bình thường em thấy cột tóc không? Ừ. Chứ đâu
cãi lộn với bà chủ. Trời ơi, bà nghĩ bà không có tiếp thu. Đi làm sao mà cãi lộn với chủ vậy? Em á, giỡn làm cái gì làm. Ừ. Nhưng mà lúc làm á thì phải là đúng đúng đúng. Ừ. Em góp ý bà không có nghe. Bà là thuộc cái tiếp người à, góp ý mà không chịu tiến bộ á. Cũng may nha, ngoài tiệm anh á, thợ thuyền gì cũng ngoan lắm. Ừ. Không có ai góp ý thẳng thắn hay là làm cái gì mít lòng anh hết trơn á, chỉ nói nhỏ nhẹ từ từ thôi. Ừ. Ê. Ừ. Ê Mạnh, tiệm anh á lúc này đông khách lắm mà thợ lại thiếu, em có nghĩ là em làm lại không? Em đi ra tiệm anh làm thử đi ha. Ừ. Nhắm mắt lại anh á hả? Ừ. Nhắm mắt. Nhắm mắt. Ừ. Mở ra. Ê! Cái gì vậy? Thích không? Anh nhắm coi em phù hợp với tiệm anh không? Thôi để anh nhắm luôn đi. Ừ.